Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ đến những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Hôm nay thì xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một cặp lục bình sứ dòng đất trắng men khử họa tiết vẽ tay, hay còn được gọi là dòng men lam. Mẫu chế tác họa tiết ở trên tác phẩm này là hình ảnh liên hoa cát tường, hay còn gọi là hình ảnh hoa sen. Kích thước của cặp lục bình này là nguyên thân bình là cao 1,4 m và đường kính bụng của tác phẩm này là 42 cm. Hiện tại em đang sử dụng đế gỗ, đế gỗ sẽ lên là 15 phân nữa, như vậy là kích thước cả đế của cặp lục bình này là lên 1,55 m. Cái họa tiết này là vẽ tay hoàn toàn, màu sắc độ bóng của sản phẩm là trường tồn với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng, sẽ như thế này mãi mãi nhé. Và tất cả những sản phẩm này thì bên em đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không xếp mẻ mình nhận hàng. Để tạo ra cái chất sứ trắng tinh như đá như thế này thì nguyên liệu làm sẽ phải lựa chọn là đất sét trắng được lọc loại bỏ toàn bộ những cái tạp chất ở trong đất ra và nung mức nhiệt lên đến 1.300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá như thế này. Và âm thanh em sẽ gõ thử cho mọi người nghe âm thanh của cặp lục bình này. Âm thanh rất đanh, trong và vang. Với những không gian mà phòng thờ hay phòng khách mà mình thường xuyên có bụi ấy, thì mọi người nên lựa chọn những cái dòng men trơn như thế này. Vệ sinh lau chùi cực kỳ đơn giản. Sờ lên tác phẩm như là sờ lên trên kính ấy. Ở mặt trước của tác phẩm đây là được chế tác hình ảnh là hoa sen, được trang trí họa tiết từ dưới cho lên đến trên cái phần cổ của mình là hình ảnh hoa sen. Bên hông của tác phẩm đây đối với cái dòng vẽ thì cái chất xứ này đang là chất xứ cao cấp nhất tính đến thời điểm hiện tại mọi người nhé. Đối với cái dòng vẽ với cái chất xứ trắng thì khi mà họa tiết vẽ lên bên trên đấy thì sẽ được nổi bật rõ ràng sắc nét, và cái dòng này khi mà bày đúng vào vị trí thì nó rất là nổi bật, nó sáng hẳn cái không gian phòng thờ lên nữa. Đây chị nhìn cái nền sứ trắng như đá nhé, trắng lắm, trắng trong chứ không phải là trắng đục. Giá và thông tin chi tiết em sẽ để ở mục mô tả của video. Một cặp lục bình như này nó sẽ dao động từ trên 20 triệu cho đến tầm 30 triệu một cặp, tùy vào mẫu họa tiết mọi người nhé, tùy vào mẫu họa tiết. Tứ cảnh lại một giá, hoa sen lại một giá, chim công lại một giá, cổ đồ lại một giá, nghĩa là nó tùy thuộc vào cái họa tiết ở trên tác phẩm chứ không phụ thuộc nhiều vào cái kích thước của tác phẩm đâu. Đây là mặt sau của cặp lục bình. Ở mặt sau thì được chế tác là một khóm sen như thế này. Mặt sau đây. Nét vẽ vẽ tay nó sẽ rất là mềm. Và thường ví dụ như là vẽ tay, các cái chi tiết nhỏ trên hai chiếc bình này nó sẽ không giống nhau 100%, nó sẽ có sự khác biệt nhỏ. Đấy là cái độc đáo của cái dòng vẽ tay. Lọc bình về thì khi mà mọi người kê lên chân nó sẽ còn vẫn có cái độ dơ nhẹ như thế này nhá, chứ không phải là nó sẽ như hai cái miếng gạch mà đặt lên nhau đâu, về vẫn phải chêm lại. Quay lại, quay mặt chính ra. Một chiếc này nó rất là nặng, nó phải nặng vào tầm trên 30 cân. Đây, mọi người có thể so sánh mặt trước và mặt sau của cặp lục bình này. Đây là mặt trước này. Mặt trước thì lúc nào cũng được trang trí họa tiết kỹ hơn. Đây là mặt sau. Đây, khi mọi người mà xoay lục bình quen rồi thì mọi người xoay như kiểu của em xoay như thế này. Còn nếu không không quen thì phải có hai người. Bây giờ em xin phép được quay cận hơn vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này. Rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thank you.
Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để có thể đến tận nơi để xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy là em đã làm những sản phẩm thành video chi tiết nhất để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm. Và hiện tại bây giờ em đang làm hai kênh, một kênh là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì em sẽ đưa rất nhiều những dòng sản phẩm của Bát Tràng lên bên trên kênh và mọi người có thể truy cập vào kênh để tìm kiếm những dòng sản phẩm bao gồm như là đồ gia dụng, ấm chén bát đĩa, đồ thờ và đồ phong thủy. Và một kênh thứ hai là kênh vật phẩm phong thủy. Kênh vật phẩm phong thủy thì em sẽ chỉ chia sẻ những sản phẩm bình gốm phong thủy lên bên trên kênh để cho mọi người có thể tìm dễ dàng hơn. Và mọi người có thể truy cập vào kênh vào mục danh sách phát tìm kiếm những danh mục em đã chia nhỏ ra để mọi người có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Và cũng rất mong được mọi người ủng hộ hai kênh bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam do chính tay người Việt làm ra. Và cũng rất cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh của em. Và rất cảm ơn mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.